cổng chính đi vào ga xe đường trung ương Central Station. Quý vị thấy có cái hình của ông Neil Ericsson. Bên kia là tháp của ngôi thánh đường, chúng tôi không biết đó là nhà thờ 9 tòa hay là một trong những cái ngôi nhà thờ ở thành phố này mà thôi. Chúng tôi sẽ đi bộ qua đó để xem đó là có phải là nhà thờ 9 tòa không. Nhà thờ này nằm đối diện với ga xe lửa trung ương. Bây giờ họ đóng cửa và ngày thứ bảy thì chỉ mở cửa sau 5 giờ chiều. Do đó chúng tôi cũng như là một số du khách đến đây đứng ngoài xem thôi và cũng đoán mò thôi, không biết đây là nhà thờ gì, nhưng mà rất có thể đây không phải là nhà thờ 9 tòa, rất có thể thôi, chúng tôi cũng không nắm chắc. Nhà thờ này, cái khuôn viên không lớn lắm. Và ngay cả cái building, cả cái tòa nhà cũng không rộng như một số thánh đường khác. Nhưng mà có cái mái, có cái tháp rất là đẹp. Tháp này là cái loại chúng tôi nghĩ là tháp Gothic, kiểu Gothic. Hay là gọi là Gothic Revival. Tức là nó thon và cao, thường thấy ở trong các nhà thờ sau thời kỳ phục hưng. Thưa quý vị, chúng tôi bắt đầu chuyến đi ở Hope On, Hope Off. Đã đi 24 tiếng đồng hồ là 300 đồng tiền krone của Thụy Sĩ. Chuyến đi kéo dài 2 tiếng đồng hồ và chúng tôi vừa khởi hành ở ga xe lửa trung ương Central Station. Đây là cái khu mà có bán trái cây hoa quả. Ở đây bán hoa quả. Man vill se den här torget. Đây là cái trung tâm thương mại. Trung tâm thương mại. Ở đây đến mà mùa Noel thì có rất là nhiều đèn đóm ở đây. Và được cho là rất là đẹp. Nhất là đối với là du khách. Đây là cảng nè. Ở đây là cảng của thành phố Stockholm. Chiều về trên dòng sông, ta đứng ngóng trông, mong một ngày mai tươi, mong một cuộc đời mới, mong chân trời xa xôi. mong ước không nguôi. Ta đi về đâu mơ ước bao lâu, chưa nói nên lời mà sầu chợt vơi. Trên dòng sông ta đứng ngóng trông chung một niềm mơ ước, mong được ngày rời bên, mong con thuyền xa khơi xuôi gió tới nơi. Ta đi về đâu mơ ước bao lâu, năm tháng trôi dần mà đường vời xa. Ôi em yêu dấu ơi, lòng ta đau đớn không nguôi. Hỡi người, hỡi người, ta đi về đâu, ta đi về đâu, về bờ yên vui hay xuống vực sâu, về miền dung thân hay chốn giam cầm. Ôi em yêu dấu ơi, lòng ta mơ ước lâu rồi. Hỡi người, hỡi người, ta đi về đâu, ta đi về đâu, ngày ngày trôi đi ta có đợi nhau, tình rồi phân ly như nắng chiều tàn. Chiều về trên dòng sông ta đứng ngóng trông con thuyền nằm trên sóng trong một chiều buồn vắng, vắng bóng người em yêu, vắng tiếng yêu đương. Bao nhiêu niềm tin mơ ước đã lâu ta vẫn cứ chờ, để rồi tình mất người rồi cũng xa, kiếp sống chẳng là chạy qua viện bảo tàng Stockholm. Con đường Central Station chạy chung với xe hơi, với xe bus. Chúng tôi sắp đến viện bảo tàng của ABBA Museum. ABBA là một cái ban nhạc nổi tiếng từ thập niên 1970 và coi như một cái niềm hãnh diện của nước Thụy Điển, và họ có thể nói là người Thụy Điển, nước Thụy Điển xuất cảng nền âm nhạc, một phần với thế giới, một phần nhờ cái tài ba, cái công trình cũng như sự nghiệp của ban nhạc ABBA. Và ở đây quý vị thấy người đi xếp hàng để đi vào xem, thì đó là, đây là chúng ta gọi là ABBA Museum. Đây cũng là trên đường đi đến một cái viện bảo tàng khác có tên là Skansen, gọi là viện bảo tàng ngoài trời. Đây khu vực bảo tàng gọi là Historica Museum, khu vực viện bảo tàng lịch sử, trong đó có trưng bày những cái di tích của dân Vikings. đi ở khu vực này họ nói về lịch sử của người Viking. Họ đến ở cái vùng đất của nước Thụy Điển bây giờ vào khoảng năm 700–800 sau công nguyên, và những người Viking đó họ đã cải qua đạo Thiên Chúa giáo, và ngày nay Thiên Chúa giáo là một đạo có nhiều người theo nước Thụy Điển này. Thưa quý vị, dân số của nước Thụy Điển chừng khoảng 9,5 triệu người. Dân số Thụy Điển khoảng 9,5 triệu người, và cái diện tích của nước này khoảng 450.000 m2, tức là lớn hơn nước Việt Nam. Và thủ đô Stockholm và những cái thành phố phụ cận vùng thủ đô, tổng số dân số nếu ở thành phố thì khoảng 700.000, và các vùng phụ cận thì khoảng tất cả khoảng 1,2 triệu người, tức là khá lớn so với dân số của các nước ở vùng Bắc Âu. Thụy Điển là một nước ở vùng Bắc Âu, và phía Tây giáp nước Na Uy và phía Đông giáp nước Phần Lan. Đây là một trong những cái hải cảng quan trọng của thành phố Stockholm. Từ đây quý vị có thể đi du lịch bằng những cái chiếc thuyền rất là lớn. Quý vị thấy một dãy 4–5 chiếc thuyền rất lớn đầu ở trên cạn này. Wow. Thưa quý vị, đây là trung tâm gọi là Stockholm Cruiser Center, nơi để mà mình mua vé du thuyền đi du lịch bằng thuyền. Quý vị thấy chiếc du thuyền rất lớn, lớn như là một cái tòa nhà cả chục tầng, rất là lớn. Đây là một trong những hải cảng quan trọng của thành phố Stockholm. Quý vị có thể thấy chiếc cruise, chiếc thuyền du lịch khoảng 10 tầng rất lớn đầu ở trên cảng này, lớn quá. Đó, nếu quý vị muốn đi chơi bằng thuyền thì đến đây mua vé. Cũng có thể mua vé ở những chỗ khác mua trước, nhưng mà đến đây là cái nơi để lên tàu. Chúng tôi chiếu cận cảnh để quý vị thấy là có những du khách đang bước vào, đang lên tàu. Thưa quý vị, hồi nãy nói về cái dân số ở nước này, chúng tôi nói căn cứ trên Google, nhưng mà đi ở trên chiếc xe nhảy lên nhảy xuống này, họ giải thích rằng là thành phố Sweden mà chúng tôi đang ngồi xe đi ở đây thì được hình thành vào thế kỷ thứ 12. Vào thế kỷ thứ 12, họ tới đây định cư và xây dựng cái thành phố Stockholm này. Và dân số bây giờ là 900.000 người. Ở thành phố Stockholm là 900.000 người, và nếu tính luôn cả những vùng phụ cận nữa thì dân số của Stockholm là trên 2 triệu. Thì chúng tôi xin đính chính lại cái số liệu, cái dự kiến về dân số của thành phố này. Vừa đi vừa kể chuyện. Ở đây họ được cho là một trong những cái khu vực đẹp nhất thành phố Stockholm, với những cái đại lộ, rất đẹp. Khu vực có những trường học nổi tiếng. Nhìn khu vực này là biết là khu vực của những người giàu ở. Người Thụy Điển họ rất là hạnh diện với cái nền giáo dục của họ. Ở thành phố Stockholm này có 2 đại học nổi tiếng. Đây là cái khu vực vui chơi, giải trí, gọi là Stora Plan Entertainment District, nơi để có những sinh hoạt về giải trí. Dành cho những người có tiền có bạc. Có nhiều nhà hàng rất ngon, có nhiều câu lạc bộ. Đây là cái khu vực mà bạn bè thường họ tụ họp gặp nhau để đi tới những cái buổi vui chơi, thưởng thức văn nghệ, night club. Quý vị thấy đông người không? Đó, có nhiều nhà hàng. Con đường có nhiều nhà hàng. Ai kia là một cái hiệu, một cái hãng để xuất cả nổi tiếng thế giới. Ai kia ai cũng biết hết.